Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trả bài chung có chủ đề về người cũ của bạn, suy nghĩ hiện tại của họ và diễn biến tiếp theo. Đây là tụ bài số 2 trong trả bài ngày hôm qua, nhưng bởi vì hôm qua không đủ thời gian cho nên mình chuyển sang hôm nay. Sau khi mà trả bài lại thì mình đặt nhan đề như thế nhá, có hơi khác biệt một chút với lại chủ đề ngày hôm qua. Mình đề rõ như thế để những ai mà không còn muốn liên quan đến người cũ nữa thì các bạn thấy các bạn cũng né đúng không? Còn nếu những ai mà cũng không cảm thấy không còn dính mắc với người cũ nhưng mà đi qua tự nhiên muốn nghe thì có thể đây cũng là cái một trong những cái thông điệp mà bạn cần nghe chăng? Đó thì là tùy các bạn nhá. Trước khi vào đọc bài thì Huyền Thư vẫn nhắc là đây là trả bài chung, không phải là trả bài dành riêng cho bất kỳ ai, cho nên chúng ta đón nhận cởi mở, có chọn lọc những tình huống ở những chi tiết có trong trả bài với câu chuyện của mình. Cách làm việc của Huyền Thư là mình phân tích dẫn giải nhiều, cho nên những ai không thích nghe nhiều thì các bạn cân nhắc khi nghe nhé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đọc bài. Trả bài đầu tiên: bây giờ họ ra sao? Bây giờ họ ra sao có nghĩa là chúng ta đi tìm hiểu hiện tại của họ. Nhìn vào trả bài thì có vẻ như là cái người này, một là khi mà nói người cũ ấy thì nhất định là họ là người yêu của bạn rồi, đúng không? Hoàn toàn khác với một mối quan hệ năng lượng là theo kiểu như là hai người cảm mến nhau, thích nhau, tình trong như đã, mặt ngoài còn e, không nói với nhau một lời nào cả, thì không phải là trả bài này. Trả bài này rõ ràng là họ với bạn phải có một kết nối tình cảm thì họ mới có thể trở thành người cũ được nhá. Đấy, cho giả dụ như là hai người chỉ có thoáng chốc thôi, nhưng mà cuối cùng mà trở thành người cũ của nhau thì đây cũng là trả bài dành cho bạn. Huyền Thư thì quan điểm thế này này, với những người mà nghiêm túc ấy, thì bất kể một mối quan hệ nào, cho dù nó bao nhiêu ngày, bao nhiêu thời gian, nhưng đã có cái sự gần gũi, thân mật, hứa hẹn, rồi là chăm sóc nhau các thứ, dù chỉ là về mặt lời nói, thì nó đã gọi là một mối quan hệ tình cảm rồi. Còn mỗi người một câu chuyện, họ có phải là Sở Thanh hay không, có phải là Đông Doanh hay không ấy, họ có quất ngựa truy phong hay không thì đó là chuyện của mỗi người. Còn một khi đã trở thành người cũ thì đây là một mối quan hệ nghiêm túc, thậm chí có những người hai bên gia đình bạn bè biết cả rồi các bạn nhá. Đấy, chúng ta xác định như thế để chúng ta không mang cái mối quan hệ về mặt năng lượng chưa từng, nghĩa là chỉ cảm thấy nhau thôi, chưa từng hứa hẹn, chưa từng bày tỏ một cái gì vào trong trả bài này. Rồi, và với những gì mà Huyền Thư vừa mới nói ấy, thì nó mới phù hợp với cái trả bài này. Có nghĩa là người này họ có hai cốc, có ba cốc, có King of Pentacles. Có nghĩa là ba lá bài này cho mình thấy một câu chuyện, đó là một là họ quay về với người cũ, nghĩa là họ yêu bạn, xong họ quay về với người cũ là vợ cũ, người yêu cũ, hoặc là họ đến với người mới rồi, nghĩa là họ đến với ai. Thì mỗi người một câu chuyện, nhưng rõ ràng ở đây có đám cưới, có sự kết đôi và có cái sự ổn định. King of Pentacles là giống như là họ chú trọng tới sự ổn định. Ví dụ thế này này, họ yêu bạn nhưng mà cái mối quan hệ của hai người sẽ làm cho họ cảm thấy theo kiểu giống như nó không có cái sự ổn định, nó không có sự an toàn, nó vất vả, nó bấp bênh, nó nhiều, nó phải nỗ lực, phải cố gắng và phải đánh đổi rất nhiều, mang lại những thiệt thòi cho họ. Thì cuối cùng họ lấy một người nào đó, họ đến với một người nào đó. Hai cốc có đại biểu cho cái việc là đính ước, kết hôn. Ba cốc nó giống như đám cưới, hoặc là có cái sự quay trở về vui vẻ, chúc phúc chúc tụng của mọi người ấy. Và khi gặp Pentacle nó giống như là nó nằm trong tâm trí của họ, nó là kế hoạch của họ, là chủ định của họ. Bởi vì cái mục đích của người này cuối cùng đó là khi gặp Pentacle, có nghĩa là tôi lấy ai, tôi có yêu người ta hay không không quan trọng, mà quan trọng là tôi phải có khi gặp Pentacle, có nghĩa là có cái sự cuộc sống ổn định nói chung, rồi có gia tài, có vật chất các thứ ấy. Thì trong trải bài chung thì mình chỉ có phân tích như thế thôi, các bạn chắt lọc lấy những cái năng lượng phù hợp với câu chuyện của mình nhá. Đấy, cái thời gian đầu tiên ấy, mình nghĩ là những ngày tháng đầu tiên sau, có thể gọi là đám cưới đi, hoặc là đính ước đi, ở đây hoặc chung sống đi, thì có nghĩa là cái khoảng thời gian đầu tiên
thì mình thấy có vẻ khá là vui vẻ, suôn sẻ, thuận lợi. Thậm chí họ còn cảm thấy cho rằng, họ còn cho rằng cái quyết định của họ là đúng đắn. Họ cho rằng cuộc đời của họ đã khác đi rồi, nhưng mà nó chỉ được một thời gian ngắn thôi. Thì xuất hiện The Devil, có nghĩa là họ mới phát hiện ra rằng cái mối quan hệ này không tốt đẹp giống như họ nghĩ. The Devil thì khi mà nhìn vào cái trải bài này ấy, có nghĩa là cũng là cái lá bài đấy, nhưng nó trong một liên kết trải bài, và dưới góc nhìn tâm linh của mình thì mình có cảm giác như là những cái bóng tối, những cái nỗi sợ, những cái vấn đề nó trồi lên. Và nếu mà nhìn sâu vào cái The Devil thì mình có cảm giác cái đối tượng kết hôn của họ là cái người khá là kiểm soát đấy, có nghĩa là họ luôn có cái trạng thái này, kiểm soát này, kiểu như là điều khiển này, trói buộc này, có nghĩa là mà giống như họ, con người này, bản chất con người này là con người tự do đó, có nghĩa là tám nghệ bây giờ quan, cho dù họ có đến với ai, họ có một gia đình đi chăng nữa thì cái bản chất của họ vẫn là tự do, phóng khoáng, họ thích được sống như họ muốn, họ thích được sử dụng đồng tiền hoặc là cái cơ sở vật chất của họ như họ muốn. Nhưng mà khi họ lấy người này thì họ vấp vào một sự trói buộc, The Devil là sự trói buộc, và họ nhận ra những cái tốt đẹp mà giống như họ nghĩ, họ ngộ nhận ấy, nó không phải là như thế. Thậm chí The Devil nó giống như là tất cả những cái gì nó thuộc về cái bóng tối, nỗi sợ, sự ám ảnh mà họ né từ ngày đến giờ thì nó xuất hiện trong mối quan hệ đấy. Thậm chí ở đây mình thấy là có những cái mối quan hệ mà giống như là họ đã ly ly thân ly hôn rồi, họ chia tay rồi đấy, và cảm thấy là coi như là không, nghĩa là giống như là tại cái thời điểm ly hôn chia tay đó thì họ nghĩ là họ làm thế là phù hợp, và khi mà họ quay lại ấy, có sự hai cốc và ba cốc thì họ nghĩ rằng có thể sau một thời gian thì hai người sẽ thay đổi chăng, nhưng mà đến lúc quay lại thì họ mới phát hiện ra rằng cái giờ Devil, tất cả những bóng tối, những cái vấn đề mà nó mắc kẹt ấy, nó khiến cho họ với cái đối tượng đấy phải ly hôn, phải chia tay, hoặc là những cái vấn đề mà khiến cho họ phải bỏ bạn, hoặc là nó thường gặp trong các mối quan hệ khiến cho họ phải chia tay ấy, khiến cho họ phải, họ nghĩ là không phù hợp với họ và họ từ chối ấy, thì cuối cùng nó xuất hiện trong The Devil này, và họ nhận ra một điều, mình có cảm giác như họ sáng tỏ ra một điều là hóa ra tất cả những cái gì nó thuộc về vấn đề của mình, nó thuộc về nghiệp của mình, thì dù mình có chạy đâu cũng không thoát. Có nghĩa là nếu như họ đến với bạn hoặc là những mối quan hệ trước khi họ lấy cái người, cái đối tượng của hai cốc ba cốc này ấy, thì họ nghĩ rằng là không hợp, ví dụ không hợp ở chỗ này A B C gì đó, và họ chọn cái người này hoặc họ quay lại với cái đối tượng này bởi vì họ nghĩ rằng là nó sẽ tránh được những cái vấn đề mà họ thấy băn khoăn. Nhưng không ngờ khi mà đến với người đó rồi thì nó xuất hiện và họ ngộ ra điều đó, giống như là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà ở một góc độ tâm linh thì chúng ta hiểu rằng đó là bài học, giống như Huyền Thu đã từng nói với các bạn rất nhiều lần, đó là khi các bạn vướng mắc trong một mối quan hệ mà các bạn chưa chữa lành, chưa nhận ra vấn đề, chưa tự giải phóng mình, có nghĩa là tự mình phải cởi cái dây buộc đó ra ấy, mà các bạn chạy trốn thì các bạn sẽ gặp những mối quan hệ khác với bài học như thế, nhưng mà nó khó gấp nhiều lần, giống như là kiểu nợ lãi, đến hôm nay không trả được thôi, ngày mai trả, năm sau trả, thậm chí kiếp sau trả, nhưng mà nó nặng hơn rất nhiều lần bởi vì nó tính lãi vào đấy. Thì cái người này mình thấy có cái năng lượng đấy, nghĩa là nếu mà bây giờ cuộc sống của họ ra sao thì về mặt khách quan là mình thấy họ như thế. Năng lượng của tam cốc mình thấy có vẻ như là ở đây nó tùy từng mối quan hệ này, ví dụ những mối quan hệ mà theo kiểu giống như họ ly thân ly hôn rồi ấy, xong họ quay trở lại với nhau theo kiểu giống như là chúng ta bắt đầu lại từ đầu, và họ phát hiện ra là những vấn đề nó cứ, họ phát hiện The Devil đi, mình nói ngắn ngắn gọn như thế, và có xu hướng là họ rời đi, giống như là hai bên quay lại với nhau rồi nhưng sau phát hiện là không hợp thì thôi lại quay đi một lần nữa, nhưng họ vẫn có sự dính mắc với nhau, bởi vì nếu mà những cặp đôi đã ly thân ly hôn thì rõ ràng là giữa họ có sự ràng buộc của con cái, thì giờ Devil giờ Hierophant là họ vẫn không thể tách nhau ra được bởi vì họ vẫn còn liên quan đến con cái. Còn với những mối quan hệ mà lấy nhau rồi, ví dụ như là một người hoàn toàn mới ấy, thì có thể họ chưa ly hôn, bởi vì Hierophant là vẫn phải có sự dính mắc với nhau, mặc dù ở bên trong tình cảm nó không còn sâu sắc đấy, cái nó không mang cái tính chất giống như một cái mối quan hệ tình cảm thông thường, tình cảm vợ chồng mặn nồng ấy thông thường, nhưng mà nó vẫn phải có sự ràng buộc về mặt pháp luật và về gia đình gì đó. Và ba kiếm là họ thấu tỏ cái năng lượng của ba kiếm là giống họ nhận ra rằng chính mình đã tự cầm dao,
tổn thương chính mình. Đó, các bạn hiểu không ạ? Đây là tâm trạng của những người mà họ từ chối một mối quan hệ bởi vì họ thấy khó, họ thấy khổ, họ thấy thiệt cho họ, thậm chí họ nghe lời người thân hoặc là một đối tượng nào đấy để họ từ bỏ, họ đến với một người khác với mong cầu, với kỳ vọng nó sẽ tốt hơn mối quan hệ hiện tại. Nhưng cuối cùng thì họ phát hiện ra rằng dù mình có đi đâu thì cái bài học đấy, cái nghiệp quả đấy mình vẫn không tránh được. Và cái ba kiếm giống như họ ngộ ra và họ đau khổ bởi điều đó, giống như là cảm thấy chính mình cái vết đau này, cái nỗi đau này, cái tình huống này là do chính mình đem lại, do chính mình tạo ra chứ không phải là ai cả. Thì đó là bài đầu tiên là như thế các bạn nhé. Ở năng lượng The Devil và Hierophant cho mình thấy là cái người này họ có những nghiệp quả, những bài học rất là lớn họ cần phải học trong kiếp sống này, nó được cụ thể bằng những mối quan hệ tình cảm. Và cái người này thì mình luôn thấy có xu hướng là chạy trốn bởi vì bản chất của The Devil là nỗi sợ. Và thường thường khi người ta đối diện với nỗi sợ thì người ta thường có xu hướng là bỏ đấy, bỏ của chạy lấy người đã. Giống như gặp cái này khó thì bỏ đấy, chạy tìm chỗ khác. Nhưng chạy đi chạy lại thì cuối cùng cũng gặp lại. Và mình không biết là bây giờ họ đã nhận ra điều đó chưa. Nếu như họ nhận ra điều đó rồi và họ dũng cảm họ đứng lại, để họ đối diện, họ đi cho hết cái cuộc đời này bằng cái bài học đấy, giống như là cảm chưa xong thì học tiếp, học có đến khi nào qua môn thì thôi ấy, thì cái nghiệp đấy có thể nó sẽ hết đấy. Còn nếu như mà họ vẫn tiếp tục chạy và họ tìm đến một mối quan hệ khác để họ tránh thì cả kiếp sống này của họ nó chỉ là những bi kịch thôi. Đó, mình thấy rõ ràng là như thế nhá. Rồi, và đây là trải bài chung cho nên tất cả những cái điều mà mình thấy nó có thể không đúng hết với tất cả mọi người đâu. Các bạn chú ý cái điều này cho mình. Rồi, trả bài số 2. Đó là họ nghĩ thế nào về những gì đã diễn ra? Mình xin lỗi các bạn, về những gì diễn ra giữa hai người. Họ nghĩ thế nào về những gì đã diễn ra giữa hai người? Với năng lượng của The Tower thì rõ ràng phải có sự tan vỡ ở đây. Cái lá bài The Tower ấy đại biểu cho một cái tòa tháp bị sụp đổ, nhưng mà cái sụp đổ ở đây ấy thì cái với cảm nhận của mình nó là sự sụp đổ khách quan. Giống như bạn cứ tưởng tượng ngay là một cái tòa nhà nó được xếp trong một cái kiến trúc, ví dụ như là một kiến trúc gọi là tân kiến trúc đi, và nó không còn phù hợp nữa. Nó giống như là những cái sự cũ kỹ đấy không còn phù hợp nữa, buộc phải thay đổi rồi, nhưng mà gia chủ đấy không chịu thay đổi thì vũ trụ hãy tác động vào đấy, nó đại biểu cho cái việc đó. The Tower là một cái gì đó mà thậm chí khiến cho mình thấy rằng là cho dù họ là cái người mà kiểu như họ chủ động, giống giống như từ ngày đến giờ trong cái mối quan hệ với bạn họ luôn mập mờ, nghĩa là họ luôn là cái người điều khiển thao túng cái mối quan hệ này, nên họ đóng vai trò chủ động trong mối quan hệ này, thì cái giờ Tower nó vẫn đại biểu cho một cái gì đó đột ngột xảy ra mà họ không không ngờ đến. Ví dụ thế này này, khi mình nhìn vào cái trả bài này thì mình có cảm giác như bạn, nếu bạn là người nghe, bạn là nữ, ở đây mình chỉ làm một chiều thôi, các bạn tự thay đổi, tự đổi chiều nhá. Thì cái Queen of Pentacles nó đại biểu cho một người chờ đợi. Ví dụ thế này này, dù bạn là nam hay là nữ thì bạn vẫn là người chờ đợi họ, chung thủy với họ, lúc nào cũng là người mà giống như các bạn cứ tưởng tượng là nếu như mà Queen of Pentacles nó thường đại biểu cho một người chờ đợi, thậm chí có phần hơi cam chịu. Riêng cái nhìn cái lá bài Queen of Pentacles trong bộ bài này mình thấy cái điều đó, giống như bạn yêu một người mà người đấy họ cứ bảo bạn là chờ anh hoặc là chờ em ấy để anh hoặc em giải quyết cái vấn đề này vấn đề kia cho xong đã, và bạn đồng ý và họ cứ mập mờ như thế không biết chờ được bao nhiêu tháng bao nhiêu năm và bạn vẫn cứ chờ đấy, cái chờ đó mình gọi là cam chịu. Thì không biết là bạn có quan điểm đó là cam chịu hay không, nhưng đó chính là mục đích của họ, có nghĩa là họ cứ làm thế nào đó để cho bạn cứ ở đó bạn chờ họ. Mình có cảm giác người này họ có hai nơi đấy, dù họ ở xa hay ở gần thì mình không biết bạn có phát hiện ra hay không, nhưng đúng là họ có hai nơi. Ví dụ một nơi mà bạn không biết và cái nơi trở về chính là bạn, và cái năng lượng của The Lover thì mình có cảm giác như đây là một cái mối quan hệ mà không công khai đấy, không giống như là dù các bạn có yêu nhau đi chăng nữa, họ có hứa hẹn ban đầu đi chăng nữa, thì cuối cùng cái cách mà họ thể hiện với bạn nó vẫn là mối quan hệ chúng ta yêu nhau và chỉ hai người biết với nhau mà thôi, còn có thể gia đình bạn bè các thứ ấy cũng chỉ biết sơ sơ, có nghĩa là cho dù có biết thì hai người cũng không danh chính ngôn thuận, họ cũng không danh chính ngôn thuận, họ nói ra cái điều đấy, họ công khai cái điều đó. Các bạn có biết không, bây giờ xã hội của chúng ta là xã hội gọi là
hầu như là các nền tảng mạng xã hội nó trở thành cái một cái văn hóa sống rồi, xin lỗi, nó trở thành một cái phương tiện sống rồi, hầu như ai cũng có cả, đúng không ạ? Thậm chí như là mọi người trước đây còn phải mất thời gian đi siêu thị đi mua đồ các thứ, nhưng bây giờ không cần, chỉ cần cần một cái điện thoại thôi, có người mang đến cho các bạn rồi. Ngay cả những dịch vụ hẹn hò cũng như thế, đúng không? Trước đây còn phải ra quán cà phê thế này thế kia, nhưng mà bây giờ có thể là sẽ nói chuyện với nhau trước đi để xem là chúng ta có hợp về quan điểm các thứ không rồi mới gặp nhau chẳng hạn đó. Các nền tảng mạng xã hội nó đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại rồi. Vậy thì cái việc mà hai người công khai mối quan hệ ở trên các nền tảng mạng xã hội nó có quan trọng không? Có, đúng không ạ? Đó, có nghĩa là để cho cái người những người khác ấy họ biết là người này đã có chủ rồi, giống như hoa có chủ rồi. Ở đấy hoặc là tôi đã có một bông hoa của riêng mình rồi thì chúng ta sẽ cái đối phương sẽ không nghi ngờ, sẽ không cảm thấy hoài nghi, sẽ không cảm thấy mình không được tôn trọng, và bản thân cái người đó nếu họ muốn chung thủy với đối tượng của mình thì họ cũng không mất thời gian để mà kiểu như là họ bị những đối tượng khác kiểu làm phiền các thứ á. Thì người này không, các bạn phải nhớ rằng là trong xã hội hiện đại khi mà dùng mạng xã hội mà không công khai mối quan hệ tình cảm, lúc nào cũng che giấu cũng mập mờ thì nhất định là có vấn đề. Và thì cái vấn đề ở đây là gì? Là họ chỉ coi bạn là một chỗ để yêu thôi. Các bạn hiểu vấn đề không? Người để yêu và người để lấy khác hoàn toàn nhau, và có thể họ chỉ coi bạn là chỗ để yêu thôi. Và khi mà nhìn năng lượng Queen of Pentacles á, nhìn đôi mắt của cái người nữ này thì mình có cảm giác như là họ biết, cái người nữ này có vẻ như biết hoặc hoài nghi một cái điều gì đó, nhưng mà giống như là một đứa cô ấy yêu và cô cứ cam chịu, hai đó là cô ấy nghi ngờ nhưng mà không không có cái chứng cứ nào đấy và vẫn cứ theo kiểu chờ đợi trong một cái mối quan hệ tình cảm, mà đôi khi cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy hoài nghi, cảm thấy không biết mình chờ đợi đến bao giờ, không biết người này họ có thực sự yêu mình hay không, và cái chuyện này nó sẽ tiếp diễn như thế nào. Có nghĩa là nhìn một Queen of Pentacles thì mình thấy cái điều đó, nhưng cái người nam này thì họ yên tâm với điều đấy, nghĩa là họ làm thế nào để cho cái cô ấy cứ chờ mình, cứ đứng đó, và cứ khi nào họ về, ví dụ như họ ở xa hay ở gần không quan trọng, mà khi nào họ đến thì họ giống như là kiểu tình một đêm hoặc là ăn ở với nhau vài ngày gì đó, rồi sau đấy họ lại đi xa. Đấy, họ thậm chí ở đây có cả những người đã có gia đình rồi, đã có gia đình rồi, có nơi ăn trốn ở rồi, hoặc là họ có đối tượng khác rồi, và họ chỉ coi cái người nữ này là một cái chỗ để yêu thôi, còn cái gia đình của họ ở đây, nhưng mà họ vẫn quan sát. Nghĩa là giống như là họ không lấy, họ không làm đám cưới, họ không công khai, nhưng mà họ cứ làm thế nào để giữ chân cái người nữ này lại, và họ cứ ở một cái thế là họ quan sát người nữ này, giống như là tôi không lấy em nhưng mà tôi thích em, cho nên em cứ ở đó với tôi, em cứ ở đó cho tôi. Nhưng có một sự kiện bất ngờ xảy ra, năng lượng của The Tower. Vậy thì rõ ràng cái chuyện phải có một chuyện nào đó xảy ra để người nữ này biết được sự thật rằng cuối cùng thì mình đã lừa dối, giống như cái tấm màn này này, cái tấm màn mà che giấu ấy, cái lá bài bảy kiếm nó chỉ là năng lượng chung thôi, một cái gì đó vụng trộm che giấu nó được sáng tỏ, và giờ phu mình có cảm giác năng lượng của sáu xu giống như người nữ này này cứ chờ đợi trong hoài nghi, cái đôi mắt khắc khoải cảm thấy được buông buông hoàn toàn, giống như là các bạn cứ tưởng tượng có những người họ sống rất là trách nhiệm các bạn ạ. Họ biết rõ ràng là người đấy không, có vẻ như là người đấy không chung thủy với mình, không tốt với mình lắm đâu, nhưng không có chứng cứ cụ thể thì họ lại cảm thấy nếu mình mà bỏ anh ấy hoặc bỏ cô ấy thì họ lại cảm thấy không nỡ, cho đến khi nào mà họ phải sáng tỏ mọi điều thì họ mới có thể dứt ra được. Thì khi họ phát hiện ra họ bị lừa dối thì họ buông bỏ ngay và họ bước sang một hành trình khác, và bây giờ họ như thế này đây, Queen of Cups đây, họ xinh đẹp, họ đáng yêu. Bởi vì sao? Nếu khi trong thời gian mà họ ở với cái người nam đó á, lúc nào họ cũng rầu rĩ, đấy có rầu rĩ hay không thì tùy mỗi người cảm nhận, nhưng mà khi mà Huyền Thư đọc đến đây, Huyền Thư nhìn vào cái lá bài Queen of Pentacles ấy, mình thấy một đôi mắt khắc khoải trông mong một cái gì đó trong nội tâm chứa đầy những âu lo, những nỗi buồn, những hoài nghi giấu kín mà không thể chia sẻ với ai, bởi vì có công khai đâu mà chia sẻ với ai. Nhưng mà khi cô có thể buông bỏ hoàn toàn đấy, bởi vì giờ thôi là có cái gì đó giống như nó nổ tung ra, những cái gì che giấu ấy nó bị giống như cái tòa tháp ấy bị sụp đổ, tự nhiên mình liên liên tưởng đến cái câu là cháy nhà ra mặt chuột ấy. Đấy thì tất cả những cái gì che giấu trong cái ngôi nhà đấy nó lồ lộ ra, và cô ấy chính thức buông bỏ được, và cô ấy tung tăng vui vẻ giống như một người trút được một gánh nặng. Và khi cô ấy quay trở về với bản thân cô ấy thì cô ấy trở nên xinh đẹp như thế này. Vậy thì tất cả những gì mình vừa mới đọc ấy nó diễn giải cho cái suy nghĩ của người nam, có nghĩa là họ nhìn lại, họ tua lại cái câu chuyện tình cảm này, và họ biết được rằng giống như là họ là cái người đọc lại cái câu chuyện đó. Tất cả những gì Huyền Thư vừa đọc chính là họ nhìn thấy rằng có một câu chuyện như thế, mình đã đối xử với một người như thế,
Và mình đã để cho cô ấy chờ đợi như thế, hoài nghi như thế, trông mong như thế cho đến khi không thể che giấu được thì cô ấy đã bỏ mình đi rồi. Và bây giờ cô là khuyên học hấp, cô ấy xinh đẹp biết bao nhiêu. Mà cái sự xinh đẹp nó đến từ gì? Từ tình yêu bản thân, từ hiểu được giá trị của bản thân, từ cái việc là không phải, các bạn có biết không, trong tình yêu khổ nhất là lúc nào cũng chờ đợi, lúc nào cũng hoài nghi, lúc nào cũng mong ngóng, lúc nào cũng cũng đặt một câu hỏi là cái người đó họ đang làm gì, tại sao họ tắt máy, tại sao họ lạnh nhạt với mình, tại sao họ không trả lời mình. Ví dụ như vào những ngày lễ, ngày Tết ấy, đấy, ví dụ như là những ngày lễ, dù ở xa hay ở gần, là người yêu họ có mong được một lời hỏi thăm không, có đúng không, họ mong rằng ngày đấy cho dù ở xa thì cái người yêu hay người chồng của mình ấy, họ coi là chồng ấy, hoặc là hai người đang là mối quan hệ vợ chồng chẳng hạn, dành thời gian cho mình, có thể không không về được, không ở bên được, nhưng mà sẽ dành ít nhất một chút thời gian để trò chuyện, để chia sẻ, hoặc để gửi cho một món quà, hoặc nếu như anh ấy có bận rộn gì thì anh cũng rõ ràng cho mình biết rằng là anh xin lỗi bởi vì hôm nay anh bận thế này thế kia ấy. Thì nó mới là một mối quan hệ tình cảm thật sự. Nhưng trong những cái năm tháng đó thì hầu như họ không biết người đó đang làm gì, người đó ra sao, có yêu mình không, có nhớ mình không, tại sao lại như thế này, tại sao lại như thế kia. Và mình có cảm giác đó là một khoảng thời gian khổ tâm nhất của người nữ này, cho đến khi mà họ buông được năng lượng của sáu xu, là họ giải phóng toàn bộ những cái hoài nghi đó và họ trở thành, họ hóa thân trở thành một khuyên hợp hấp. Vậy thì người nam nhận ra cái điều đó, còn họ có nhận ra điều đó hay không thì có những người nhận ra, có những người không nhận ra. Nhưng khi các bạn nghe cả bài này thì cái điều vũ trụ muốn cho bạn thấy rằng khi bạn ở trong mối quan hệ đó thì bạn chỉ có nỗi khổ, và khi bạn giải phóng được mối quan hệ đó thì bạn là một khuyên hậu hấp. Cho nên với người nào mà đúng câu chuyện này mà bạn vẫn còn mong ngóng, còn hỏi cái câu là liệu giống người ta còn thuộc về nhau hay không ấy, rồi em và anh ấy còn gặp lại nhau hay không, và tôi và cô ấy còn gặp lại nhau hay không, thì cái điều vũ trụ muốn nhắc lại cho bạn biết rằng chẳng lẽ bạn không thấy rằng khi rời xa người đó, khi chia tay người đó mới chính là hạnh phúc sao? Bạn không có một sự so sánh để nhìn lại trong khoảng thời gian bạn ở với người đó bạn đau khổ thế nào, đúng không? Nếu bạn đau khổ thế nào, bạn khổ tâm thế nào, và khi rời xa người đấy rồi bạn sống một cuộc đời tự do tự tại, bạn sống một cuộc đời thanh thang, yêu chính mình, thương chính mình, trọn vẹn với chính mình, chẳng lẽ bạn còn chưa hiểu sao? Đó, một là cái người đó họ hiểu cái điều đấy, và hai là vũ trụ muốn gửi cho bạn đến thông điệp này. Và mình nghĩ rằng tất cả những người mà nhận ra bài học này thì họ đã ở trong một hành trình khác rồi nhá. Còn những ai chưa nhận ra bài học này thì các bạn vẫn còn mong ngóng rằng cái mối quan hệ này liệu rồi sẽ như thế nào. Còn nếu như mà cái mối quan hệ của bạn không không phải như thế, nghĩa là cái người nam đấy họ không như thế, họ không hề đối xử với bạn như thế, thì bạn chia sẻ ở phía dưới cho mình biết để mình biết câu chuyện của bạn như thế nào, và mình sẽ định hướng cái đáp bài chung tiếp theo. Còn nếu tất cả những gì nó diễn ra như vậy thì đã lúc bạn cần phải hiểu rằng giá trị cái vẻ đẹp của bạn nó nằm ở đây, chỉ đến khi nào bạn buông bỏ được những khổ đau do người đó gây ra, bạn có thể cắt đứt được, có thể quay lưng được để quay về với chính mình, thì bạn mới có được cái vẻ đẹp của khuyên hợp hấp này nhá. Cái vẻ đẹp của khuyên hợp hấp là cái vẻ đẹp giống như là các bạn cứ tưởng tượng như là nếu như Queen of Pentacles chỉ có nỗi buồn thôi, và nỗi buồn nó làm cho bạn già nua xấu xí ấy, thì Queen of Cups các bạn thấy đấy, một người trọn vẹn với chính mình, họ đẹp biết bao nhiêu và đẹp như thế nào, thì các bạn hãy cảm nhận đi ạ. Đó, và tự soi gương xem là mình có đẹp như vậy hay không nhá. Thì đó là trả bài số 2. Rồi. Trả bài số 3. Hiện tại họ thấy bạn như thế nào? Hiện tại họ thấy bạn là chín xu, còn họ là kỵ sĩ xu. Mối quan hệ của hai người là The Moon. Bạn là Queen of Wands, họ là chín gậy. Cái tình trạng mối quan hệ của họ là Knight of Wands. Bạn là Queen of Swords, họ là The Hierophant. Và tình trạng của mối quan hệ là bốn kiếm. Có nghĩa là cả cái trải bài này với chín lá bài này nó diễn ra những cung bậc từ sự phát triển của bạn nói riêng và mối quan hệ này nói chung nhé. Đấy, mình sẽ phân tích từng cái gọi là, có thể gọi là mốc thời gian đi. Đấy, thì cái năng lượng của Knight of Pentacles, cái Knight of Pentacles, The Moon ấy, thì mình có cảm giác như là trong mắt họ
Cái thời gian mà mới chia tay ấy, thì bạn hóa thân trở thành chín xu. Các bạn cứ tưởng tượng như là chín xu trong cái bộ bài này thì nó có vẻ không đẹp bằng những cái bộ bài khác đâu, bởi vì chín xu trong bộ bài này vẽ hình một cô gái với một khuôn mặt nó đầy lòng kiêu hãnh. Thậm chí trong cái ánh mắt đấy ấy, mình thấy có cái gì đó tự đắc, giống như là khi mà tôi xa anh rồi, anh nhìn đi đấy, xa anh rồi tôi đã trở thành chín xu. Tôi không phải là một người đàn bà có tất cả mọi thứ trong tay nhưng lại cứ phải mong ngóng một người đàn ông mang hạnh phúc đến cho mình, mà bây giờ tôi đã có thể hạnh phúc rồi. Nhưng mà chín xu là hạnh phúc một mình các bạn nhé. Có nghĩa là cô ấy tạo ra những đồng xu, cô ấy tạo ra một khu vườn xu xinh đẹp giàu có. Con chim ở trên tay nó đại biểu cho dục vọng, cho những cái gì nó thuộc về, giống như là cái nỗi sợ nhất của phụ nữ là khi mà xa đàn ông thì giống như là cái nhu cầu sinh lý vân vân, mình nói thẳng rõ ràng như thế nhé, thì cô có thể tự chế ngự được, giống như là con chim đậu trên tay cô ấy dưới sự điều khiển của cô ấy. Vậy thì có nghĩa là cô hoàn toàn chủ động trong cái mối quan hệ của mình, trong cuộc sống của mình, hầu như không bị chi phối, không bị bất kỳ một cái sự khát thèm, một cái sự mong muốn nào ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy cả. Và Knight Pentacle đại biểu cho cái năng lượng đó chính là họ chính là kỵ sĩ xu, giống như là họ muốn đi về phía cô ấy, những cái chặng đường ấy nó gian nan, nó vất vả bởi những cái năng lượng của cành lá cành cây, những cành cây khô gãy nó cả cản đường ấy, nhưng nó chính là cái trở ngại trong lòng của người đó, bởi vì giống như họ hiểu được rằng họ đã gây ra những cái chuyện không tốt cho người nữ này và bản thân cô ấy trở thành chín xu, thì họ bỗng cảm thấy ngại ngần và cái mối quan hệ nó rơi vào rừng mun, nó rơi vào mập mờ. Những cái mập mờ đấy không phải là mối quan hệ mà giống như bản thân họ hoang mang, họ cảm giác cô đơn, họ cảm giác bơ vơ, họ không hiểu được là cô ấy có còn thương mình nữa hay không, cô còn yêu mình nữa hay không, và nếu như mà bây giờ mình quay trở lại thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Thì giờ môn chính là năng lượng của người đàn ông này thật đấy, và nó cũng là biểu hiện của mối quan hệ. Thậm chí ở một mặt nào đó mình còn thấy có những cặp đôi mà giống như là người nữ đấy, họ đã tập trung vào chín xu rồi nhưng người nam bắt đầu trỗi dậy những tình cảm đối với người nữ. Các bạn có biết không, khi mà chúng ta nằm ngủ tâm mơ thấy một người nào đó thì chứng tỏ nó chỉ là sự kêu gào từ bên trong thôi, giống như linh hồn của bạn nhớ người đấy, thương người đấy thì tự nhiên nó biểu hiện qua giấc mơ thôi. Hay là bạn đi đến đâu bạn cũng thấy, ví dụ như là ngày sinh của người đấy này, rồi là những cái con số liên quan đến người đấy này, những cái gì nó liên quan đến người đấy nó cứ xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Thực ra nó chỉ là tiếng gọi linh hồn thôi. Mình cũng cảm giác cái linh hồn của cái người nam đó bắt đền họ, bắt đền cậu đấy đó. Cậu biết không, cô ấy tốt như thế, cô ấy đẹp như thế, rõ ràng tớ yêu cô ấy, tớ là tiếng nói linh hồn, nhưng cậu cư xử như thế nào, cái nghiệp, cái tâm trí ấy, dẫn cậu đi, bây giờ mất cô ấy rồi, bắt đền cho tớ. Cho nên là trong khoảng thời gian đầu tiên ấy, họ cảm thấy vô cùng chật vật để quên được bạn, bởi vì cái sự lên tiếng ấy, cái sự kêu gào, sự đòi hỏi của linh hồn nó oán trách cái người nam này, oán trách họ rằng cuối cùng cậu để cho cái lòng tham, cho nỗi sợ làm mất cô ấy rồi nhá. Thì cái giai đoạn đầu tiên là như thế. Giai đoạn thứ hai thì người nữ biến từ chín xu trở thành một queen of wands, có nghĩa là cái thời gian đầu chín xu nó đại biểu cho sự ổn định ấy, thì cái thời gian tiếp theo là cô ấy thành công, nghĩa là biến cái sự ổn định đấy, biến tất cả những gì mình có trở thành một cái nguyên liệu. Các bạn cứ tưởng tượng nếu chín xu là chuẩn bị tiền đúng không ạ, ổn định gọi là dưỡng sức ấy, thì Queen of Wands là hóa thân trở thành những cái năng lượng đấy, trở thành cái nguyên liệu để mà nó thể hiện ra bên ngoài, ví dụ thể hiện bằng sự thành công, giống như một người họ dùng tiền của họ để họ họ đầu tư vào một cái gì đó, thì Queen of Wands nó chính là sự thành công, hoặc đơn giản Queen of Wands chính là khí chất. Nghĩa là thời gian đầu thì tôi dưỡng sức đã, tôi sống vui vẻ đã, và thời gian thứ hai là tôi bước ra bên ngoài tôi thành công, thì có thể là cô ấy đạt được những thành công trong xã hội này, hoặc đơn giản là khí chất của cô ấy, vẻ đẹp của cô ấy, sự đằm thắm mặn mà, sự trưởng thành của cô ấy thể hiện ra bên ngoài, thì nó lại càng làm cho người nam cảm thấy choáng ngợp bởi cái vẻ đẹp của cô ấy. Cái thời gian trên các bạn sẽ thấy là cái thời điểm mà cái người nữ này cứ chờ cái người nam đó, thì cô ấy chỉ là Queen of Pentacles thôi, giống như một người phụ nữ ẩn nhẫn ấy. Các bạn cứ tưởng tượng đến những người nữ mà tay hòm chìa khóa, lúc nào cũng chỉn chu chờ chồng, chung thủy với chồng đấy, bất kể chồng như thế nào cũng bằng lòng, cũng cam chịu ấy, là Queen of Pentacles. Nhưng mà Queen of Wands là không, ở đây mình không thấy có năng lượng là em đẹp em có quyền đâu, nhưng mà một người phụ nữ họ vươn tầm đến cái năng lượng của một nữ vương, nghĩa là họ làm chủ cuộc đời của mình, họ hiểu rằng họ là nữ chủ trong cuộc đời của họ. Vậy thì bất kể người nào không xứng đáng thì
Nữ, các bạn phải nhớ là trong bộ bài Tarot ấy chỉ có một mình The Empress là người phụ nữ có chồng thôi nhá, còn Queen of One là nữ vương, nữ chủ cho một cái đế chế, một cái lãnh địa của cô ấy, và cô ý thức được giá trị của bản thân mình. Tất cả những người nào không phù hợp dưới cái năng lượng của cô ấy thì hầu như cô tự rụng thôi, để cho tự rụng thôi. Vậy thì với năng lượng đó thì người nam cảm thấy mình chỉ là chín gậy thôi. Cái con đường để mình tiến đến cô ấy, mình trở về ấy, mình kết nối lại, nó ngày càng xa, nó xa vời vợi. Và cái nam quan là trên cái đường đi ấy, dù mình có cố gắng nỗ lực bao nhiêu, nó vẫn có những cản đường, và quan trọng là cô ấy, trong đôi mắt của cô ấy không còn mình nữa. Đó, năng lượng của Queen of Swords là Hierophant và Four of Cups ấy, cô hóa thân từ Queen of Wands trở thành Queen of Swords. Nếu Queen of Wands nó đại biểu cho cái năng lượng sống ấy đấy, thì Queen of Swords nó đại biểu cho cái thái độ của cô ấy, một người phụ nữ lạnh lùng. Thì có thể giống như là hai bên có cái sự tương tác, bởi vì Queen of Wands nó đại biểu cho cái việc là họ có cái sự hành động để họ tiến đến phía người nữ này, thì hành động có thể trực tiếp, có thể gián tiếp, để cho người nữ biết rằng tôi hối hận rồi, tôi muốn đến bên em, tôi muốn trở về bên em. Thì cái Queen of Swords trở thành cái thái độ lạnh lùng, đúng không? Đấy, Queen of Swords thì lạnh lùng lắm, mà cái lời nói của Queen of Swords các bạn biết không, có thể những cô gái mà mang năng lượng Queen of Swords mà họ không nói thì thôi, họ nói thì chết cây gãy cảnh, giống như đau lắm, nhẹ nhàng nhưng mà nó sắc như dao ấy, nó bén như dao ấy, nó khiến những người khác đau lòng. Và Hierophant ấy giống như họ nhận ra từ cái năng lượng lạnh lùng của cô gái này, họ nhận ra rất nhiều bài học, giống như là nếu như cô ấy lại tha thứ ấy thì chưa chắc họ đã trở thành The Hierophant đâu, nhưng bởi vì cô ấy lạnh lùng, hoặc cô nói một cái lời gì đó dứt khoát, giống như là chạm vào tâm của cái người nam này, để cho người nam hiểu rằng anh đã tổn thương tôi như thế nào, thì cuối cùng họ mới hóa thân trở thành The Hierophant. Chứ các bạn biết không, khi các bạn yêu mà các bạn bị người ta cư xử như thế, mà bạn vẫn cứ tha thứ, bạn vẫn cứ chờ đợi, bạn vẫn cứ cần người ta, thì tự nhiên bạn trở nên rẻ rúng trong mắt người ta. Nhưng nếu bạn hóa thân trở thành một nữ vương và bạn không cần đến họ nữa, thì họ phải quay vào bên trong, để The Hierophant nó giống như một cái người mà tự nhìn đường mà đi ấy. Nếu The Hermit là tự soi đường mà đi, thì The Hierophant nó là tự nhìn đường mà đi, tự tìm ra nguyên nhân tại sao cô lại cư xử với mình như thế. Và họ phát hiện ra bốn gốc đó chính là họ đã lạnh lùng với cô ấy như thế nào. Giống như là một cái người đang cầm một cái cuốn sách ấy, nó chỉ đại biểu ra là cái, giống như là họ tập trung vào một cái vấn đề nào đó, họ yêu thích một vấn đề nào đó, mà khi chiếc cốc đến trước mặt họ thì họ lạnh lùng, họ hoài nghi, họ buông lơi ấy, họ nhận ra điều đó. Và nếu mà cứ đặt cái câu hỏi đó chính là bây giờ họ thấy bạn như thế nào, thì toàn bộ những cái huyền thư vừa mới đọc nó chính là câu trả lời, giống như họ ngộ ra được điều đó rồi. Thì đương nhiên là trả bài chung thì không phải người nào cũng ngộ ra được như thế đâu nhá, nó chỉ là một số ít thôi, nhưng cái chủ yếu là vũ trụ muốn gửi đến bạn rằng bạn đã nhìn thấy được bản thân mình chưa, nhìn thấy được hành trình của mình chưa, và biết được mình cần phải làm gì chưa nhá. Thì nghe tarot nó chính là như thế các bạn. Thực ra chúng ta nghe tarot ấy, chúng ta phải nghe một cái tầm nó gọi là tầm vĩ mô, thì nó nghe nó hơi nó kiểu nó hơi quá đúng không, nhưng các bạn phải hiểu rằng là nghe tarot là nghe như thế, có nghĩa là có thể mình chưa đạt đến cái năng lượng này đấy, có thể mình chưa ở cái trường năng lượng này, nhưng mình nghe cái bài học đấy thì mình sẽ nhận nhận ra điều gì. Ví dụ như có rất nhiều người nữ mà nếu mà bảo rằng là nếu họ gặp một người, bởi vì là bên trong hai người có sự đồng cảm, bởi vì có những cái nỗi đau, có những tổn thương ấy, là họ không bao giờ họ công nhận đâu, họ bảo đó là sai, bởi vì họ cho rằng họ rất giỏi giang, họ rất mạnh mẽ, họ không sợ cái gì cả. Các bạn biết không, bạn có thực sự yếu đuối và mạnh mẽ hay không ấy, thì phải có thời gian và trải nghiệm thì bạn mới biết. Huyền Thư đã từng có những lúc cảm giác như mình chả sợ gì cả, hầu như là có mỗi mình sợ ma thôi, cho đến khi mà vô tình mình chạm phải một cái điều gì đó thì mình mới biết rằng bên trong của mình có những tổn thương như thế. Cho nên mình chỉ trả lời một câu thôi, đó là thời gian và trải nghiệm sẽ cho bạn biết được bạn có thực sự yếu đuối hay không, bạn có nỗi sợ đó hay không, và cái người đó cũng cần thời gian và trải nghiệm để bạn hiểu sâu sắc được tình cảm của người ta. Các bạn biết không, để đo tình cảm của một người đâu nó phải đơn giản đâu, nếu nó cứ xảy ra chuyện đều đều như thế thì làm sao ta phát hiện ra được, chỉ khi nào nó xảy ra chuyện đó, phải có cái sự động chạm đến nhau, ảnh hưởng đến lợi ích lẫn nhau, hoặc là nó chạm đến một cái gì đó thì bạn mới có thể biết sự thật tình cảm của người đó đối với bạn là gì. Vậy thì một trải bài tarot mà nhất là cứ hỏi về tương lai thì làm sao có thể chứng nghiệm được, đúng không? Đôi khi chúng ta cần thời gian, cần trải nghiệm để ta trả lời câu hỏi đó. Thì các bạn nghe trải bài tarot dù chung hay riêng, riêng thì nó cụ thể hơn, đó có nghĩa là nó đúng với câu chuyện của bạn, với hành trình của bạn, nhưng về tương lai thì các bạn cần trải nghiệm.
cần thời gian. Còn với đàm bài chung thì hãy nghe, nếu bạn chưa đạt đến cái năng lượng này thì bạn sẽ hiểu và cũng hiểu được phần nào rằng nếu mình như thế này thì mối quan hệ này nó sẽ như thế này, mình như thế kia thì mối quan hệ này sẽ như thế kia nhá. Đó là trả bài số 3. Trả bài số 4 đó là họ có hối tiếc điều gì không? Mình không hiểu vì sao khi mà trả bài về cái người nam này này, mình có cảm giác người này là một cái người có một cái tôi rất là to. Tôi to và ích kỷ, nó thật là như thế. Nếu bạn là nam nghe thì thông cảm nhé. Mình Huyền Thư chỉ nói tất cả những điều mà mình cảm nhận thôi. Đó, và nói thật thì chúng ta chỉ thích nghe những điều hay thôi. Còn cái điều không hay thì ngại nghe, mình cũng thế. Cho nên là mình nói trước là nếu bạn nghe, bạn đang là nam nghe thì thông cảm rồi. Chịu khó nhá. Rồi. Họ có hối tiếc điều gì không? Có chứ, nhưng mà mình sẽ đọc cụ thể để các bạn biết là người nam họ hối tiếc về cái điều gì. Năm xu, The Sun và lá bài Death. Mình thấy như thế này, nếu mà hỏi là họ có hối tiếc điều gì không, mình nghĩ là nếu ba lá bài đầu tiên thì họ không hối tiếc, mà giống như là họ cũng nó động đến cái gọi là cái lòng nhân từ, cái sự từ bi ở bên trong họ ấy. Giống như là sau khi họ hiểu rõ tất cả mọi thứ rồi thì nó chạm đến. Bởi vì các bạn biết không, một người mà trong trong họ đầy rác ấy, mà rác của tham sân si lúc nào cũng tính toán ấy, thì nó đầy rác, họ không chạm được đến tâm từ bi của họ đâu. Cho đến khi nào mà giống như là họ phải chạm đến cơ. Đấy, phải có một cái tác động nào đó, giống như họ chạm, họ thấy cái nỗi đau đấy, xong cái nỗi đau đấy nó chạm đến cái nỗi đau của họ và họ từ thương chính mình thì họ mới thương được người khác. Thì giống như là họ, chúng ta ngay từ đầu đã thấy là họ bỏ các bạn để họ quay trở về, hoặc là họ đến với một người khác đúng không, sau họ bị người ta cư xử như thế nào đấy, cuối cùng họ mới thấu tỏ được cái nỗi đau cái mà họ gây ra cho bạn, và sau đó thì họ mới nghĩ về cái năm xu. Các bạn cái năm xu ấy liên tưởng đến câu chuyện cô bé bán diêm quay phim cuối cùng ấy. Đó, cái hình ảnh giống như tự nhiên mình nhìn vào cái lá bài thì mình thấy một cô bé đang ngồi trong giá lạnh ấy, và ở phía sau cái với góc nhìn của mình liên tưởng đến một tòa lâu đài ấm áp hạnh phúc, thì cái cô bé đó chính là bạn và cái tòa lâu đài đó chính là cuộc sống của họ, nghĩa là họ với một người nào đấy và bây giờ giống như họ cũng bị bỏ rơi, họ cũng bị cư xử thế nào đấy, để cuối cùng họ hiểu rằng họ đã từng làm bạn cô đơn như thế, bạn thiệt thòi như thế, bạn đau khổ như thế. Năng lượng của giờ săn có cảm giác giống như là một trong hai người, có thể họ là chồng bạn nhé, ở đây có cả những người chồng mà giống như hai vợ chồng lấy nhau xong rồi vì một là đi công tác xa, hai là hoàn cảnh gia đình các bạn phải đi xuất khẩu lao động hoặc là làm ở một nơi xa nào đó ấy. Thì trước khi đi các bạn hứa hẹn rất nhiều rằng là em ở nhà chăm con chăm bố mẹ ấy, rồi anh đi mấy năm anh trở về, hoặc là khi nào có đủ tiền ấy thì anh về anh sẽ xây nhà rồi anh sẽ bù đắp cho mẹ con em vân vân. Hoặc giờ săn nó cũng đại biểu cho cái việc đó, chính là hai người đã từng hứa hẹn rằng chúng ta sẽ có một gia đình như thế, hoặc là đã có những ngày tháng đầm ấm như thế, nhưng sau đó thì họ không giữ lời hứa, họ để bạn trở thành năm xu. Và bây giờ khi mà họ nhìn lại cái điều đấy thì nếu họ có hối tiếc hay không thì mình nghĩ là cái sự hối tiếc nó không rõ, nhưng mà cái rõ chính là họ cảm thấy giống như là dùng cái từ hổ thẹn với chính mình hay không ấy thì mình cũng không thấy rõ, nhưng mà họ thương các bạn. Mình thấy giống như là có một cái gì đó nó như sự thương, giống như là cái lúc mà họ cứ đeo đuổi những cái gọi là những cái ước vọng ấy, họ để cho cái lòng tham của họ trồi lên, họ che kín tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi họ cũng gặp cái cảnh đó rồi, thậm chí mình có cảm giác như là họ đến với mối quan hệ mới họ cũng bị hắt hủi. Có nghĩa là họ đối xử với bạn như thế nào, mà đôi khi họ không ý thức được cái việc là họ đối xử với bạn như thế là họ làm tổn thương bạn. Cho đến khi họ bị người ta đối xử như thế thì họ mới thấu tỏ được rằng họ đã làm tổn thương bạn biết bao. Cho nên mình cũng không không nghĩa là khi mình cảm thì mình cũng không cảm giác được là nó là sự hối hận hay là như thế nào, nhưng mình có cảm giác giống như là họ bị chạm vào nỗi đau đấy. Và cuối cùng họ ngộ ra rằng họ đã đối xử với bạn như thế, và ở đây nó có cả sự hối hận, một chút hối hận, một chút thương, một chút cảm thấy rằng mình thật tệ. Đó thì đó là mình chỉ có thể dùng cái từ đó để mình diễn tả chính xác những gì mình cảm nhận thấy thôi. Tiếp theo, năng lượng của bốn gậy, Temperance hay mịt, thì mình có cảm giác như là rõ ràng nếu mà người này họ chưa lấy ai nhé, có nghĩa là họ chưa lấy ai, họ chưa có mối quan hệ khác, họ hoàn toàn độc thân từ sau khi chia tay bạn, thì đây không phải là câu chuyện của bạn. Còn rõ ràng người này họ phải có người khác rồi, có thể là họ chưa cưới, hoặc họ cưới rồi, hoặc là họ quay về với người cũ, họ sống với người cũ rồi.
thì cuối cùng họ mới nhận ra rằng nơi bạn mới là nơi bình yên nhất. Năng lượng của bốn gậy nó đại biểu cho cái việc đó chính là những ngày tháng mà tự nhiên mình liên tưởng đến một người mà họ làm được, họ có cái thành công gì ấy, họ đều chia sẻ với bạn. Ví dụ như là họ họ có cái thành công này, họ được thưởng cái này này, hoặc là họ làm được cái gì đó, họ chia sẻ với bạn và họ nhìn thấy cái vẻ hân hoan. Có thể lúc đấy bạn chúc mừng họ, bạn vui vẻ họ với họ họ bạn vui vẻ vì thành công của họ, họ nhìn cái sự vui vẻ đó họ rất là hạnh phúc. Thì bây giờ họ nhớ cái điều đó. Thậm chí họ ở với những người mà cho dù họ giống như họ lấy một người vợ đi, hoặc là họ trở về với người cũ đi, thì những cái thành công của họ hầu như bị người kia dè bỉu. Thậm chí có những người dè bỉu, có những người thờ ơ, giống như bảo có thế mà cũng khoe rồi đấy. Hoặc là hầu như là tất cả cuộc sống của họ, từ niềm vui đến hạnh phúc ấy, họ đều lãnh đạm đấy. Họ chỉ quan trọng đến tiền bạc của cái đối tượng đấy, chỉ quan trọng đến tiền bạc của họ thôi. Thì họ nhớ ra giết những ngày tháng vui vẻ khi có bạn, cái niềm vui, cái hạnh phúc của bạn khi mà họ thành công. Rồi cả cái năng lượng của Templeton vẽ hình cho một cái người phụ nữ mà họ rất là biết chia sẻ đấy, có nghĩa là ở gần thì bạn chăm sóc, bạn chu đáo từng cái bữa ăn, từng giấc ngủ đấy, còn nếu mà ở xa thì bạn rất là quan tâm đến cái cuộc sống của họ đấy, bạn chăm sóc không bằng hành động thì bằng lời nói, bằng sự quan tâm vân vân. Thì bây giờ họ cảm thấy vô cùng cô đơn, họ cô đơn lắm, cảm giác là từ khi không còn có bạn nữa thì cuộc sống của họ chỉ có một mình họ, đơn độc, họ cô liêu trong thế giới của chính họ. Và bây giờ mỗi khi mà họ nhìn thấy bạn thì bạn vẫn là một Queen of Swords. Cái lá bài Queen of Swords này nó khác với lại cái lá bài lúc nãy, trong bộ bài lúc nãy vẽ hình của một cái người mà sắp xếp cuộc sống của mình một cách chu toàn, giống như là bạn đã có một cơ ngơi nào đó, tuy nó không giàu có nhưng mà nó đẹp, nó gọn gàng, nó sạch sẽ, thể hiện một người phụ nữ chu đáo, chu toàn, một người phụ nữ biết sắp xếp cuộc sống ổn định ấy. Đấy, và họ nhìn thấy cái điều đó họ ước gì. Giá như bây giờ chúng ta cứ như ngày xưa, giá như những chuyện nó xảy ra chỉ như một giấc mơ thôi, và em ở đó, thỉnh thoảng anh trở về, giống như là họ tưởng tượng đến cái cảnh mà họ lấy bạn ấy, hình ảnh của những người vợ mà khi người chồng trở về nhà thì thấy người vợ sắp xếp nhà cửa gọn gàng chu đáo ấy, hai người hoặc là cả một gia đình, có cả con cái nữa, ăn một bữa cơm đầm ấm vui vẻ rồi ấm áp bên nhau như thế này. Có nghĩa là bây giờ họ nhớ tiếc vô cùng và họ mong rằng giá như tất cả mọi chuyện chỉ như một giấc mơ thôi, để khi mở mắt ra thì anh vẫn thấy rằng chúng ta vẫn như ngày đó, rằng em chưa đi đâu cả, rằng anh chưa từng để mất em, rằng tất cả những gì mà nó thuộc về cái mơ ước của anh, cái dự định của chúng ta, nó vẫn còn vẹn nguyên đó. Mình thấy như vậy nhá. Thì đó là trả bài số 4. Ở đây có hai lá bài các bạn cần chú ý, đó là lá bài số 13, có cái sự chuyển hóa từ bên trong, cái sự thay đổi từ bên trong để họ nhận ra được cái năng lượng của Temperance, sự bình yên, sự cân bằng là như thế nào. Và giờ Hermit giống như là họ tự soi con đèn, chính những cái gì mà họ trải qua nó trở thành một cái ngọn đèn ấy, để họ nhận ra được rằng họ nhận ra tất cả các bài học của họ nhá. Đó là câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ năm. Là họ mong muốn điều gì? Câu hỏi thứ năm là họ mong muốn điều gì? Mình đọc nhanh thôi bởi vì thời gian nó cũng dài rồi á. Thì nếu mà hỏi là họ mong muốn điều gì thì các bạn nhìn thấy cái lá bài của Nam Sua vẽ hình của một con nhân sư, không biết có phải là con nhân sư không nhỉ? Đấy, đang cố tình để mà trong cái bảy một cái cánh cửa chắc ấy, thì giống như là họ đứng ở bên ngoài và họ muốn phá cánh cửa, họ đi vào bên trong. Các bạn hiểu không ạ? Giống như là nếu như mà mối quan hệ của hai người nó dừng lại ở sự lạnh lùng ấy, đấy, giống các bạn đóng chặt cánh cửa trái tim rồi, thì họ muốn họ có thể dùng sức mạnh của họ, đấy, sức mạnh của họ, tình cảm của họ, để họ phá tan cái khoảng cách đấy. Nhưng mà họ càng làm, họ càng cố gắng thì họ càng cảm thấy cô đơn, giống như cánh cửa vẫn cứ im ỉm đóng ấy, và họ nhận ra rằng họ hoàn toàn cô đơn, hầu như bạn đã bỏ họ rồi, hầu như bạn không còn muốn liên quan đến họ nữa. Và bây giờ mình thấy có xu hướng là họ, khi mà họ không, họ cảm thấy không không thể gõ được cánh cửa của bạn, thì họ lại quay về với lại những gì họ đã có. Có nghĩa là cái người này, có những người thì quay về, và đương nhiên là trả bài chung thì không phải đúng hết với tất cả mọi người đâu, nhưng có người thì tập trung vào công việc, có nghĩa là họ coi cái việc là thành công trong công việc ấy, ở đấy chăm sóc cái sự nghiệp của mình, gia tài của mình, con người của mình làm niềm vui. Còn có người thì vẫn quay về với lại cái gia đình đấy, và vợ chồng suốt ngày lục đục cãi nhau, thậm chí tám xu là có những người sống trong cái cảnh đau khổ, giống như là hai người ở với nhau thì cãi nhau suốt ngày đây, cãi nhau bỏ đi rồi là vùng vàng các
các thứ, nghĩa là có con thì cái đứa con đấy nó cũng không vui vẻ gì với cái hoàn cảnh như thế, rồi theo dõi nhau, nghi ngờ nhau, đấy lúc nào cũng sống trong mệt mỏi, chịu đựng lẫn nhau. Mình thấy có năng lượng như như thế thì mỗi người một hoàn cảnh, có thể nó không đúng hết với tất cả mọi người đâu nhá. Năng lượng Queen of Pentacles 8 xu, và càng cái cảnh của họ càng diễn ra như thế thì họ càng mơ ước, họ càng nhớ lại những ngày tháng vui vẻ, và có thể cuộc sống của bạn bây giờ khá là ổn. Cái năng lượng Queen of Pentacles vẽ hình của một nữ hoàng với rất nhiều của cải vật chất và những đứa trẻ rất là vui, đúng không? Đấy. Và năng lượng của 8 xu thì có thể bây giờ bạn đang kết hợp làm việc với một người nào đấy, hoặc là có những người có đôi rồi, bởi vì 8 xu nó cũng đại biểu cho cái việc là hợp tác làm việc ấy, một mối quan hệ vui vẻ, thì có thể đó là bạn 8 xu thì không thể gọi là tình nhân hoặc là gia đình được, mà có thể là bạn cũng có những mối quan hệ làm ăn này, rồi mối quan hệ bạn bè này, bạn lấy cái điều đó làm niềm vui và bạn cảm thấy hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình. Thì cái một kiếm ấy nó đại biểu cho cái việc là nó gần giống người ta xua, thì những cái thanh, những cái tảng bê tông này nó cũng đại biểu cho những cái vướng mắc ấy, giống như là họ rất muốn phá tan nó đi, để chặt đứt nó đi để có thể quay trở lại như ngày xưa. Mà cái thanh kiếm thì mỏng manh, mà những cái dãy bê tông thì nó dày đặc, mình thấy giống cái sự bất lực, mong muốn khao khát nhưng mà bất lực nhá. Thì đó là đại bài số 5. Và cái đại bài cuối cùng đó là diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này. Đại bài cuối cùng là diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này. 8 xu. Mình thấy ở đây cái đảm bài này dành cho người nữ đã hoàn thành bài học này rồi và bạn tập trung vào cuộc sống của mình rồi là chủ yếu nhá. Đó là bạn cái thời gian tiếp theo là bạn tập trung vào cuộc sống của mình. Bạn rất là yêu công việc. Ở đây mình thấy có những người nữ, các bạn làm công việc gì đó, một là bạn bận rộn, lúc nào bạn cũng chỉ có công việc thôi. Thứ hai là bạn rất yêu công việc của mình. Thứ ba là cuộc sống của bạn rất là ổn định, giống như hình ảnh của một cái cô gái mà đang tạo ra những đồng xu. Cho nên những người nào mà tại thời điểm bây giờ mà các bạn đang còn, sau khi mà chia tay cái người này, cuộc sống của bạn chưa ổn ấy, bạn còn cảm thấy lo lắng về nguồn tài chính các thứ ấy, thì bạn cứ tập trung yêu thương bản thân mình. Để khi nào mà cuộc sống của bạn đủ đầy hạnh phúc, bạn tự vui vẻ với chính mình, thì tự nhiên cái nguồn tài chính nó cũng ổn định nhá. Năng lượng của Air of Swords và bạn hiểu rất rõ cái điều đấy. Giống như mình thấy những người phụ nữ mà sau khi các bạn rời xa mối quan hệ này rồi, các bạn tập trung vào cuộc sống của mình ấy, thì các bạn mới nhận ra rằng hạnh phúc chính là do mình tạo ra. Và mình thấy năng lượng của công chúa xu ấy giống các bạn đi gieo trồng hạnh phúc. Đó có nghĩa là bạn nhận ra rằng chỉ khi nào mình trọn vẹn với chính mình yêu thương với chính mình tự làm những đồng xu này, thì đó mới là hạnh phúc đích thực. Và thay vì cái việc ở chờ đợi họ, hoặc là mong ngóng họ, hoặc mong ngóng một cái đối tượng nào đó bước vào cuộc sống của mình ấy, thì bạn hiểu rõ rằng em xu nó đại biểu cho sự nhìn thấy rõ, hiểu rõ ở năng lượng của công chúa xu là mình tự gieo trồng hạnh phúc của mình tự gieo trồng những cái giá trị vật chất của mình. Và khi bạn nhận thức cái điều đó thì mình thấy có năng lượng của star giống như có một cái gì đó sáng rõ, thì năng lượng star có thể là có những niềm vui mới, những hạnh phúc mới, giống một chân trời mở ra đấy, hoặc là giống có thêm niềm hy vọng, giống như một người trồng lúa ấy, hoặc là trồng một cái cây đi, trồng một cây ăn quả đi, ví dụ bạn trồng bưởi đi thì cái lứa thu hoạch đầu tiên ấy nó dồi dào, nó phong phú, gọi là bội thu ấy, khiến cho bạn có hy vọng về tương lai đó. Năng lượng star chính là như thế, giống như là khi bạn tập trung cuộc sống của mình rồi, bạn đạt được những thành công nhất định ấy, để bạn hiểu một điều rằng tương lai ở phía trước còn đẹp đẽ hơn rất nhiều. Những ước mơ của mình, những hy vọng của mình, lý tưởng của mình nó sắp trở thành sự thật rồi, chỉ cần mình kiên định với điều đó thôi. Và mình thấy bạn say sưa vào cái việc là bạn khám phá bản thân mình, đó có nghĩa là bạn nhận rằng khi mà bạn quay trở về trọn vẹn với chính bản thân mình ấy, bạn thấy ở bên trong mình nó toàn là ánh sáng ấy, nó toàn là những tiềm năng bạn chưa bao giờ khai phá. Và có xu hướng là thay vì mong chờ một cái người đàn ông nào đó bước vào cuộc đời của mình, hoặc là chờ cái người này họ quay trở về ấy, thì bạn có xu hướng là bạn dùng chính ngọn đèn trí tuệ, bạn khám phá bên trong của mình, bạn nhặt ra, bạn lấy ra những cái tiềm năng ấy ở đấy. Ví dụ như bạn có một cái tài năng nào đấy mà cái tài năng đấy có thể kiếm ra tiền được chẳng hạn, thì thay vì cái việc là bạn lao vào yêu đương, thì bạn chỉ quay vào bên trong để bạn nhặt cái tài năng đó ra, bạn thực thi để bạn mang nó vào cuộc sống của bạn thôi, để nó tạo những giá trị vật chất, giá trị tinh thần thôi nhá. Đó, năng lượng là Hierophant. Và bạn cũng nhận ra từ đó, bạn nhận ra rằng cái người đàn ông đấy, người đàn ông trong cái đảm bài này, anh ta chỉ đóng vai trò như một người thầy bất đắc dĩ của mình thôi. Anh ta bỏ mặc mình để anh ta để cho mình phải tự đi, tự soi đèn, tự soi chiếu, tự dẫn dắt mình đi qua cái vùng bóng tối để mình có được những thành công này. Và nhờ anh ta mình đã
tự xử lý được vấn đề của mình. Giống như là bạn nhìn rõ năm gậy, nó chính là những khó khăn, nó chính là những cản trở mà anh ta chính là người thầy để cho mình nhìn thấy, tự nhìn thấy và tự vượt qua. Vậy thì ở đây sẽ có những người, đó là các bạn nhận ra điều đó và các bạn biết ơn họ, không giận, không trách. Có những người thì nhận ra nhưng mà chưa đủ cái nội lực từ bên trong để có thể tha thứ cho họ. Còn ví dụ những bạn nào mà vẫn đang còn mong ngóng, đang còn chờ đợi là họ sẽ quay trở về, thì cái lời nhắn của vũ trụ đó chính là đừng mong nữa, bởi vì cái người này họ chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là họ giống như một người thầy bất đắc dĩ, họ bỏ mặc bạn đó, họ vứt bạn đó để bạn tự quay vào bên trong, bạn tự thu xếp cuộc sống của mình, bạn tự nhìn sâu vào vào cái gọi là cái kho tiềm thức của mình, nội tâm của mình, để bạn nhìn thấy được vẻ đẹp bên trong của mình và bạn tự lôi nó ra, bạn tự xây dựng cuộc sống của mình, tự vượt qua bóng tối, tự làm nên những thành công của mình nhá. Thì đó, cho nên là một cái lời nhắc ở đây đó là đừng chờ nữa, đừng đợi nữa, bởi vì họ là người thầy bất đắc dĩ của bạn và họ chỉ có một trách nhiệm là dẫn bạn đi qua cái, nghĩa là để tự bạn phải đi qua cái vùng bóng tối để bạn đạt được những thành công thôi. Họ là một người người thầy khó tính trên hành trình của bạn nhá. Thì đó là toàn bộ bài ngày hôm nay. Cho nên là với những ai mà các bạn vẫn còn mong ngóng để mà quay họ trở lại, thì mình nghĩ rằng là nếu cứ theo trả bài này thì có lẽ là nó cũng khó. Thậm chí mình còn có cảm giác như là vũ trụ, vị thầy hướng dẫn tâm linh, nội dung ngũ hướng dẫn tâm linh của bạn ấy, bạn thử kiểm tra xem có đúng không. Mặc dù bạn nhớ họ và bạn cảm thấy họ cũng nhớ bạn, nhưng cứ có một cái lực cản nào đó để tách hai người ra, khiến cho hai người không thể đến được với nhau, là bởi vì sao? Cái lời nhắn của vũ trụ là bạn với họ đã phải dừng lại hành trình này rồi. Ví dụ như là hai người đi cùng với nhau dựa trên kế hoạch linh hồn, nhưng bây giờ mọi thứ đã xong rồi, cho nên là bạn không đi cùng họ được nữa, dù bạn muốn, dù họ muốn, thì vũ trụ vẫn tách ra, bởi vì đã hết hạn rồi. Giống như là bạn với họ là một cặp thầy trò phải dạy nhau học một môn học nào đấy, nhưng mà thầy dạy kiểu gì mà trò thi mãi không qua, ở sau nhà trường quyết định là thôi bây giờ không được học môn đó nữa, giống như kiểu không qua môn ấy. Giống như một ngày xưa nhà mình ở quê mình có một đứa trẻ mà nó học lớp 1 mà đúp liền 3 năm không thể lên lớp được ấy, đến mức mà mọi người dọa mà là thôi nhà trường không cho học nữa đâu, chứ ai lại học 3 năm không qua lớp 1, theo kiểu như thế. Thì trong cái đề bài này mình cũng thấy có cái năng lượng là giống như bây giờ bạn có muốn học với người này thì vũ trụ cũng không cho học nữa, bởi vì dạy kiểu gì mà mãi không qua, trò không qua, thầy không qua. Nhưng có xu hướng là bạn mong thì bạn cứ mong, bạn nhớ thì học thì bạn cứ nhớ, nhưng mà nếu mà vũ trụ cho hai người gặp lại nhau một lần nữa thì có lẽ là bạn không hợp với năng lượng trải bài của mình. Còn nếu bạn thử nghiệm xem đó, bạn thử nghiệm xem nếu như mà bạn giống như là cả hai người cùng hướng đến nhau, cùng nhớ đến nhau, nhưng mà cứ có một cái lực cản nào đấy tách hai người ra, thì cái điều mình nói là đúng, cái mối quan hệ của bạn đã hết hạn rồi nhá. Thì đây là một cái trải bài rất là kỹ cho hành trình của bạn. Thì nếu như bạn nào mà vẫn cảm thấy là muốn nghe để biết được hành trình cụ thể của mình, nhất là suy nghĩ của người đấy, bài học của người đấy với mình, bài học cụ thể riêng của bạn ấy, rồi suy nghĩ riêng của người đó dành cho bạn ấy, bởi vì nó dẫu sao nó cũng là trải bài chung, thì các bạn có thể liên hệ trải bài riêng. Còn nếu như bạn nghe trải bài này và bạn đã ngộ ra được cái bài học của mình rồi thì chúc mừng các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy trải bài của Huyền Thư hay thì giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like và nhớ chia sẻ ở phía dưới để mình biết cái hành trình của bạn, cũng như là tương tác, tạo tương tác để giúp kênh của Huyền Thư phát triển hơn. Nếu bạn có nhu cầu trả bài liên hệ số Zalo và cách làm việc của Huyền Thư, mình ở phần comment các bạn đọc qua để xem là mình có phù hợp với cách làm việc của Huyền Thư không, rồi hãy đăng ký trả bài nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.